Cho tên Võ Thiền Hương, nay 51 tuổi, đang ở dưới xã với đứa cháu. Giờ mắc nợ người ngoài người ta là 45 triệu. Chiều nào cũng phải là trốn nợ, tắt đèn hết trốn. Cháu ngoại nói ngoại thương, ngoại thương con, ngoại đừng bỏ con nghe ngoại. Ngoại đi đâu là con đi đó, nó không bỏ. Cuộc sống anh chị như thế nào à? Vợ thì bệnh, chồng cũng bệnh đau, hai chồng bệnh đau. Nuôi cháu ngoại dành cho nó đi ăn học. Anh chị nuôi cháu vậy sao em không thấy ba mẹ nó hen? Ba nó bỏ nó hồi nhỏ, mẹ thì có chồng khác, đi xa. Bà con ơi, sung lên bà con ơi. Sung luôn chị? Sung quá trời sung, nóng quá trời nóng. Một ly chị đã tới đây rồi là chị phải có cơ hội đổi đời. Dạ. Để giúp bà con. Dạ, 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 dạ. Chứ không phải như hồi đầu chị nói là nóng quá, nắng quá. Bỏ đi. Bỏ đi. Em cũng hơi sợ bị đen xíu rồi. Ca sĩ mà chút này em cũng phải dưỡng kem cho trắng trắng cho đẹp trai xíu mà. Vậy thôi sợ đen về đi. Rồi. Anh gọng cái cho bà con yên tâm coi anh. Con chuột. Con chuột bự như con trâu. Anh đu em lên coi nổi không? Yeah. Mệt quá. Mệt quá hả? Không sao. Vẫn khỏe nha bà con cứ yên tâm lấy gian sức trâu rồi. Quá khỏe. Nói chung là đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình là mang được một số tiền cho gia đình.